Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển trở lại của vùng áp thấp nóng phía Tây, thì nắng nóng đã nhen nhóm quay trở lại trên khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Và nắng nóng cũng sẽ gia tăng trong thời gian tới. Cụ thể là ban ngày hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ có xu hướng tăng lên, cao nhất trên chiều nay phổ biến trong ngưỡng từ 35-37 độ, có nơi cao hơn 37 độ, tập trung ở khu vực đồng bằng, Hòa Bình và Sơn La. Sang tới ngày mai, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và gia tăng hơn với mức độ nóng. Dự báo đợt nắng nóng lần này sẽ còn kéo dài liên tục từ nay cho đến hết tháng 6. Trong khi Bắc Bộ mới bắt đầu một đợt nắng nóng mới, thì ở miền Trung, nóng vẫn tiếp nối suốt từ ngày 15 tháng 6 cho tới giờ. Hôm nay cũng như ngày mai, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng cộng thêm với gió phơn hoạt động mạnh, nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên, với nhiệt độ từ 35-38 độ. Riêng tại khu vực vùng núi phía Tây thì có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt là trên 39 độ. Khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, cường độ nắng không mạnh như phần phía Bắc nên nhiệt độ thấp hơn, mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong ngưỡng từ 33-35 độ. Về chiều tối thì sẽ có mưa dông ở một vài nơi. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, cùng với đó là gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngày thứ hai đầu tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo cũng sẽ là một ngày ít mưa và nắng nhiều, với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 31-33 độ, còn Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn, dao động trong ngưỡng từ 35-36 độ, tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành miền Đông. Còn ở miền Tây trời cũng oi bức với mức nhiệt từ 33-34 độ. Từ sau 16 giờ, chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam với cường độ trung bình, Nam Bộ sẽ có mưa dông ở diện rải rác, còn tại Tây Nguyên thì chỉ có mưa ở diện một vài nơi. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Giữa khu vực Tây Bắc ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Giữa khu Tây Bắc là từ 30-33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 33-36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi,
Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.